Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày đầu tuần tại thành phố Hải Phòng, mặc dù có mưa rải rác vào đầu giờ sáng, nhưng thời tiết vẫn khá oi nóng, nhiệt độ ở mức ngoài 30 độ. Sang đến đêm nay và ngày mai, khối không khí biển lấn sâu về phía Tây, nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng được dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tương tự, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ được dự báo lên tới 34 độ vào ban trưa và 26 độ khi trời tắt nắng. Cũng trong hình thái này, các tỉnh ven biển Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên thời tiết có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.